Thì trong quá trình học mà chúng ta thấy có những cái phần nào cần trao đổi thì chúng ta có thể giơ tay lên ha. Thầy sẽ giải thích lại. GCV. GCV. Bạn nào thử giơ tay lên thầy xem thử. Thầy tắt cái mic bên này. Thầy thấy bạn ở trong cái điện thoại này không thấy bạn giơ tay này. Bạn nào giơ tay này? Nó có hiện cái chữ giơ tay, cái chữ vi lê đã giơ tay. Rồi, cảm ơn em. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu học luôn ha. Thì trước tiên thầy nói là cái phần cái số liệu thống kê đó, thì mình ở đây mình học cái bài là phân tích số liệu đúng không? Phân tích số liệu thì mình sẽ nghiên cứu về cái số liệu thống kê lại. Thì số liệu thống kê nó chính là cái dữ liệu mình thu thập được đó. Dữ liệu thu thập được. Chẳng hạn ở đây là mình có cái ví dụ về số liệu thu thập về cái năng suất lúa của 31 tỉnh. Thì ở đây cái bảng này thường người ta gọi là bảng dữ liệu thô, không? Bảng dữ liệu thô. Thì ở đây khi mà thu thập được cái số liệu nào đó, người ta ghi cái kết quả đó ra, không? Ví dụ như năng suất lúa của cái tỉnh thứ nhất là 30 nè, tỉnh thứ hai cũng là 30, dân dân. Thì mình ghi tới 31 cái số liệu. Thì đối với những cái số liệu mà mình thu thập theo kiểu dữ liệu thô này đó thì mình xử lý rất là khó, cho nên người ta sẽ lập thành một cái bảng gọi là cái bảng tần số như thế này các em. Tức là người ta sẽ thống kê rồi bên đây nó có số 25 nè, trên đây có số 25 thì nó tổng cộng nó có bao nhiêu số 25 đó. Thì mình thấy là ở đây nó có xuất hiện là bốn bốn cái số 25, bốn cái số 25. Thì cái số 4 đó là mình gọi là cái tần số, không? Tần số. Vậy thì từ cái bảng dữ liệu thô là bảng 1 nè, mình sẽ lập được cái bảng tần số ở ở cái bảng số 2. Thì cái bảng này được gọi là bảng phân bố tần số. Không? Đấy, thì từ cái bảng số 1 thì mình thấy là nó có tổng cộng là 5 cái giá trị khác nhau. Không? 5 cái số liệu khác nhau. Và mỗi số liệu thì nó có số lần xuất hiện khác nhau, và số lần xuất hiện đó nó gọi là tần số, được chưa?
Thì ở đây mình sẽ ký hiệu là x1 bằng 25 ha, x2 là 30, rồi x3 là 35, rồi x4 là 40, x5 là 45, n1 là bằng 4, n2 bằng 7, n3 bằng 9 và n4 bằng 6, n5 bằng 5. Và cộng tất cả cái này lại, cộng tất cả cái này lại thì mình sẽ được 31. 31 này thì nó còn gọi là kích thước mẫu nha, kích thước mẫu. Thì sau khi mình có cái bảng tần số rồi đó thì mình sẽ lập cái tỷ số. Ở đây mình sẽ lấy cái số, cái tần số của cái giá trị thứ nhất. Tần số của cái giá trị thứ nhất và mình chia cho cái kích thước mẫu là 31 ở đây. Đó, thì mình sẽ được con số gọi là F1 này. F1 này nó gọi là tần suất của cái giá trị thứ nhất. Tần suất cái giá trị thứ nhất. Và nếu đổi sang cái tỷ lệ phần trăm thì nó là khoảng 12,9%. Vậy thì các cái số ở cái số tương ứng như chẳng hạn chỗ này mình lấy 7 chia 31 nhân cho 100 thì mình được 22,6% nè. Rồi ở đây là 29,0%, 19,4%. Thì cái bảng này nó gọi là bảng tần suất. Bảng tần suất. Tức là cái tần suất xuất hiện của cái số 25 này trong cái dãy số liệu đó. Về cái bảng tần suất hoặc là tần số lớp ghép đó, thì khi mà cái số liệu của mình nó có nhiều giá trị khác nhau nhưng mà cái sự khác biệt giữa các cái số liệu nó rất là nhỏ đi thì ở đây người ta sẽ sắp xếp thành một cái bảng gọi là cái bảng tần số tần suất lớp ghép. Hay là ghép lớp tần số tần suất ghép lớp chẳng hạn ở đây cái số liệu thu thập về 36 cái này là học sinh ấy. Học sinh chiều cao của 36 học sinh lớp 10 thì mình có cái bảng như sau 36 học sinh lớp 10 ha thì mình sẽ coi trong cái dãy số liệu này mình coi cái giá trị nhỏ nhất của nó là bao nhiêu thì ở đây người ta thống kê ta thấy cái giá trị nhỏ nhất của nó nè giá trị nhỏ nhất của nó là 50 và giá trị lớn nhất của nó là 100 một 100 giá trị nhỏ nhất là 150 các em 150 trong cái dãy số liệu này mình thấy có số 150 không 150 nè còn giá trị lớn nhất của nó là 174 có nghĩa là trong 36 học sinh này đó học sinh mà nó có chiều cao thấp nhất là 1m5 cao nhất là 1m74 không thì ở đây người ta sẽ sắp xếp các 36 cái số liệu này thành bốn lớp bốn lớp thì cái lớp đầu tiên đó là chiều cao từ 1m50 đến 1m56 mình sẽ đếm coi những cái số nào mà từ 1m50 150 đến 156 thì nhỏ hơn 156 ha em thấy ở đây là cái dấu ngoặc nhọn này dấu dấu ngoặc tròn này thì có nghĩa là chiều cao từ 1m50 mà đến nhỏ hơn 1m56 thì mình sẽ xếp vô cái lớp thứ nhất thì mình sẽ thống kê trong cái bảng này coi có bao nhiêu học sinh mà nó đạt cái chiều cao như thế thì mình đưa vào cái lớp thứ nhất này thì ở đây người ta thống kê thẻ sẵn cho mình đây đây tần số nó là 6 không? Rồi tần suất của nó là mình lấy 6 chia 36 này phải không là nó ra được 16,7% và tương tự như vậy thì từ một chiều cao từ 156 đến 162 thì ở đây nó lấy mỗi mỗi cái lớp này đó mỗi cái lớp này nó có độ dài là khoảng 6 cm không? Từ 150 đến 156 này. Thì nó có 6 cái lớp. Thì em thấy đây nó có 6 nó có xin lỗi có 4 lớp mà mỗi lớp nó có biểu độ dài là 6 thì từ 156 đến 162 thì nó có 12 học sinh không? Từ 162 đến 168 thì nó có 13 học sinh. Rồi từ 168 đến 174 thì nó có là 5 học sinh.
Đấy, thì tổng số này cộng lại thì nó ra 36 nè. Còn cái tần suất đó thì mình lấy 6 chia 36 ha, rồi 12 chia 36, 13 chia 36, 5 chia 36 thì mình được cái tần số bên đây. Đây tần suất. Về biểu đồ thì ở trong các cái đề thi đánh giá năng lực thì thầy thấy nó có biểu đồ hình cột. À, biểu đồ hình cột và biểu đồ hình quạt, nó gọi là biểu đồ hình quạt. À, tiếng Anh nó còn gọi là biểu đồ hình bánh. Chữ chữ pie trong tiếng Anh đó. Thì ở đây thì cái thầy lấy ví dụ về cái biểu đồ về chiều cao của 36 học sinh. Đấy thì biểu đồ hình cột. Thì mình thấy từ mà cái biểu đồ này là biểu đồ theo tần suất ha, tần suất. Mình có thể còn biểu đồ theo tần số mình cũng có thể vẽ được giống như thế này thôi. Đấy. Thì mình thấy là từ 150 đến 156 thì nó có 16,7%. 16,7% ha. 16,7%. Rồi từ 156 đến 162 thì nó có tần số là tần suất là 33,3% ha. Đấy, thì nó có bốn cái lớp. Bốn lớp thì nó tương ứng như bốn cái cột như thế này. Đây là biểu đồ hình cột. Thì từ biểu đồ hình cột, ví dụ như người ta không có cho cái bảng số liệu như thế này mà người ta chỉ cho cái biểu đồ hình cột này thôi. Thấy không? Thì từ cái biểu đồ hình cột mình có thể thấy ra ngay là học sinh mà nó có chiều cao từ 1m5 đến 1m56 thì nó sẽ có tần suất là 10 16,7%. Không? Hoặc là cái học sinh mà nó có chiều cao từ 1m62 trở lên. Ví dụ như chỗ này nè. Số học sinh có chiều cao từ 1m62 trở lên thì nó mình sẽ lấy hai cái tần suất này mình cộng lại. Tức là nó sẽ là 36,1 cộng cho là 13,9 không? Chỗ này là 13,9 nè. Còn chỗ này là 36,1. Còn mình cộng hai cái này lại. Thì cái này nó sẽ ra là cái tỷ lệ học sinh có chiều cao từ 1m62 đảo lên. Thấy không? Đấy. À, ví dụ 2 là cái ví dụ về cái biểu đồ hình bánh hay là hình quạt đó. Thì ở đây là cái người ta cho cái số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 1997 ha, theo thành phần kinh tế. Không? Thì ở đây tổng cộng tất cả các cái thành phần kinh tế này nó sẽ đóng nó sẽ có cái giá trị là 100%. Thì cái khu vực kinh tế nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước đó, thì nó chiếm 23,7%. Rồi ngoài quốc doanh tức là ngoài khu vực nhà nước thì nó là 47,3%. Và nó có một cái lĩnh vực nữa là cái thành phần kinh tế mà có đầu tư của nước ngoài đó là 29%. Thì khi mà mình vẽ thành cái biểu đồ hình quạt thì nó sẽ có dạng như thế này. Không? Nó có dạng thế này. Thì khi mà mình có một cái đề đánh giá năng lực đó, thì có thể là chỗ này nó sẽ tô màu. Nó không có đánh dấu số 1 mà nó tô màu không? Nó tô màu và ở ngoài này nó sẽ giải thích là cái màu này nó chính là cái gì. Chẳng hạn như ở đây là số 1 là nó màu xám nhạt đúng không? Màu xám nhạt nó chính là khu vực doanh nghiệp nhà nước là nó 23,7%, nó phản ánh cái số trên này nè. Rồi cái phần màu xám mà đậm nhất đó, thì nó là khu vực ngoài quốc doanh. Ngoài quốc doanh là số 2 không? Và cái khu vực màu trung gian của hai màu này là khu vực đầu tư nước ngoài. Thì từ khi mà mình không có cái bảng số liệu này mà nó cho một cái biểu đồ như thế này thì từ cái biểu đồ này mình sẽ thấy là cái giá trị sản xuất công nghiệp ở khu vực doanh nghiệp nhà nước nó sẽ chiếm 23,7%. Thì đó là một số phần về cái lý thuyết thầy cung cấp cho thêm cho các em. Thì tiếp theo là vào cái mình sẽ vào giải thử các cái câu ở trong một cái đề thi. Thì cái câu này thì chụp nguyên cái hình đưa vô thành ra là nó không có phân tích từng câu được. Đấy thì chúng ta có hỏi gì không ạ?
Thì bây giờ mình sẽ đi vào các cái câu hỏi liên quan đến cái kỳ thi. Cái này là câu hỏi này hình như trong cái đề đánh giá năng lực 2018. Thì bây giờ đó là cái biểu đồ bên đây là biểu đồ hình hình quạt đúng không? Thì biểu đồ này nó cho thông tin về sự phân bố tỷ lệ phần trăm của chi phí phát sinh trong việc xuất bản một cuốn sách. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu biểu đồ này. Thì trong biểu đồ này mình thấy là cái tiền nhuận bút là 15%, in ấn là 20%, đóng bì là 20%, tiền giấy in là 25%, khuyến mãi 10%, vận chuyển 10%. Thì bây giờ mình xem câu 61. Nếu nhà xuất bản phải trả 30 triệu 600 ngàn đồng cho chi phí in ấn. Chi phí in ấn là chỗ này đúng không? Thì số tiền nhuận bút phải trả cho tác giả là bao nhiêu? Không? Mình giả sử là số tiền ở đây, nếu nếu như mà chúng ta giả thử là ít là cái số tiền mà tổng số tiền cho cái xuất bản ha. Thế hay như nếu mà chúng ta sẽ gọi ít là tổng số tiền cho xuất bản. Tổng số tiền cho việc xuất bản phải không? Tức là tổng hết, tức là chi phí phát sinh cho việc xuất bản. Tổng số tiền xuất bản. Thì cái chi phí in ấn là 20% của ít không? Thì mình có là chi phí in ấn này. Chi phí in ấn là 20% của ít. 20% mình nhân cho ít. Và cái này nó sẽ bằng là 30.600 30 triệu 600 ngàn đúng không? Từ đây mình sẽ suy ra được ít đúng không? Ít bao nhiêu? Để thầy coi coi bạn nào hỏi. Có ai hỏi gì không? Rồi bây giờ em các em thử tính cho thầy thử coi cái chỗ này là ít là bao nhiêu ạ? Thì cái 20% này mình có thể ghi thành 0,2 đúng không? 0,2 ít nó bằng cái số này, gì thì ít nó bằng bao nhiêu? Nên mình sẽ suy ra được ít này. Chúng ta có máy tính chúng ta bấm thử. Đấy, thì ở đây là thầy bấm cái số 30.600 vô đây. 30 triệu 600 ngàn đồng phải không? 600 ngàn đồng. Thì 3 số 0 này. Và thầy chia là cho 0,2 đúng không? Chia là 0,2. Thì nó ra con số là 153 triệu không? Không? Đúng hả? Thì ít này nó bằng 153 triệu. Có 6 số 0 hay sao? Đấy. Thì bây giờ đó là nó hỏi là cái số tiền nhuận bút, số tiền nhuận bút là nó 15% số này. Vậy thì suy ra số tiền nhuận bút. Số tiền nhuận bút. Số tiền nhuận bút của mình nó sẽ là lấy 100 lấy 15% của ít đúng tức là cái này mình gắn cho ít đi. Thế thì sau đó mình lấy 15% nhân cho ít là được. 15% là 0,15 mà bấm 0,15. Có đáp án không? Hình như là Là 22 hai triệu 950 ngàn. 22 triệu 950 ngàn đúng không? Thì đây này nó ra là 22 triệu này. 22 triệu 950 ngàn đồng. Vậy thì mình sẽ chỗ này là vậy thì suy ra là cái câu 60 61 đó mình sẽ chọn đáp án C đúng không? 61C. Bây giờ 62, câu 62. Câu 62 nó phát biểu sao này? Thầy ơi, giảng lại cho em cái số tiền. Sao em?
Giảng lại cho em cái khúc mà số tiền nhuận bút á. Số tiền nhuận bút hả? Số tiền nhuận bút mình coi trên bảng này em. Số tiền nhuận bút là nó chiếm 15% tổng số tiền xuất bản đúng không? Mà tổng số tiền xuất bản của mình là ít nè, đúng không? Tổng số tiền xuất bản của mình là ít. Mà ít của mình là 153 đúng không? 153 triệu. Đó, 153 triệu bây giờ 153 triệu mà mình lo nhân cho 15%. Mình có thể bấm 153 nè. Triệu 6 số 0. Rồi nhân thêm 15%. Thì máy tính này mình bấm số phần trăm ở đây nha. Thì nó cũng ra số tiền này kia là 22 triệu 950 ngàn. Đúng chưa? Chúng ta rõ chưa? Dạ được. À, được ha. Rồi bây giờ mình coi thử câu 62 coi. Bây giờ nếu giá của quyển sách là được cộng thêm 20% của chi phí sản xuất xuất bản nhé, chi phí xuất bản. Giá quyển sách là cộng thêm 20% chi phí xuất bản thì quyển sách nó sẽ có giá 180. Như thì chi phí dành cho giấy in, tức là chi phí dành cho giấy in là chỗ này cái 25%, vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Đấy, thì bây giờ mình xem lại coi. Câu cái này là câu 61, thì ghi câu 61 đây. 61. Giờ câu 62. 62 ha. Em đọc kỹ nè. Nếu giá của quyển sách là được cộng thêm 20% so với chi phí xuất bản. Vậy thì mình gọi ít là chi phí xuất bản chỗ này đi. Gọi ít là chi phí xuất bản cho một quyển sách. Ít này nó khác ít ở trên đây nghe. Ít trên đây là cũng chi phí xuất bản nữa, mà xuất bản cho nhiều quyển sách. Không, xuất bản cho nhiều quyển sách. Mình thích gọi ít cũng được, mình gọi số khác cũng được, em không có gì chứ ha. Cho một cái này là cho một quyển sách thôi, tại vì mình tính giá quyển sách mà, mình đang tính giá quyển sách à, đúng không? Đấy, mình tính giá quyển sách. Thì giá quyển sách này nó có 180 ngàn đúng không? Thì cái giá của quyển sách nó sẽ là gì? Giá của quyển sách nó sẽ bằng là gì? Đầu tiên là chi phí xuất bản nè, nó sẽ cộng thêm cái tiền lời nữa nè, nó cộng thêm 20% chi phí xuất bản đúng không, cộng thêm 20% nữa, mà 20% là phải 0,2 không, 20% phải 0,2 không. Đấy, thì ghi 20% nhân ít nữa thì con số này nó sẽ bằng là 180 ngàn đúng không, đúng không? Thì cái chỗ này em sẽ tìm được ít không, em tìm được ít không, giải phương trình thôi, em tìm được ít không. Đấy, thì nó có nhiều cách lắm, bây giờ mình không không gành giải phương trình thì mình cứ gì coi bấm ít rồi cộng thêm 0,2 ít, 0,2 ít này nè, ít này nè, rồi mình cho nó bằng 1.800 không, đâu 180 ngàn chứ, xin lỗi 180 ngàn, rồi mình bấm ship show ra. Ship show thì nó ra được nhiêu, ít là bằng nhiêu, 150 ngàn đúng không, ít nó ra 150 ngàn thôi. Đấy, 150 ngàn được chưa ạ? Như vậy thì cái chi phí xuất bản thực chất là nó chỉ có 150 ngàn thôi, mà bây giờ mình bán lên 180 ngàn, vậy thì mình đã kê cái chi phí xuất bản thêm 20% nữa đúng không? Đấy, thì bây giờ nó hỏi là chi phí dành cho giấy in, chi phí dành cho giấy in là nó 20% của chi phí xuất bản, của tổng chi phí xuất bản đúng không? Vậy thì cái chi phí dành cho giấy in nè, chi phí cho giấy in, tức là nó sẽ là 20% của ít đúng không, của ít mà ít lúc nãy mình là 150 đúng không. Đấy, thì mình lấy hả 20, xin lỗi 25% nhé, 25% đó em, xin lỗi 20% ha, 25% của 150 này là mình tính thử coi ra nhiêu ha. Thì bây giờ cái ít của mình ở trong máy nó lưu sẵn rồi nè, ít nè, thấy không? Đó, thì bây giờ mình sẽ bấm 20%, 20%
của ít nữa rồi. Gà rồi. Ôi, xin lỗi, tôi bấm lộn ngoài 25% rồi, đúng không? 25% của ít rồi bằng bằng là nó 37.500 đúng không em? 37.500. Dạ. Thì nó ra là 37.500. Đơn vị là đồng. Đấy, thì đáp án của mình là câu 62 là đáp án B đúng không? Đáp án đây, thì mình sẽ phanh vô đây, B. Cái này lúc nãy là A là C đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ có là 62. Vậy thì mình sẽ chọn B. Câu 62 là chọn B. Được chưa? Chúng ta có trao đổi gì thêm không? Được không các em? Được ha. Rồi chúng ta sang câu 63 nha. Bây giờ nó câu 63 mình đọc kỹ cái đề này. Nếu cuốn sách được in 5.500 bản và chi phí vận chuyển là gì? 82 triệu 500.000 đồng. Thì để xuất bản có lợi nhuận 25% thì giá bìa nên là bao nhiêu? Em giá bìa bao nhiêu? Thì bây giờ mình lại cũng nhìn lên cái bảng này nè, em nhìn lên cái bảng này nè. Thì mình có là cái chi phí vận chuyển nó chiếm 10% đúng không? 10% của tổng chi phí xuất bản. Em lưu ý là các cái câu thầy giải từ giờ đó là cái ít này gọi khác nhau nha. Tại tôi thích gọi ít, em gọi cái nào cũng được. Ví dụ em gọi A đi, bây giờ tôi đổi là tôi gọi A, bây giờ gọi A, gọi A là tổng chi phí xuất bản, xuất bản của 5.500 quyển phải không? Thì theo cái hình này đó thì mình thấy là chi phí vận chuyển nó là 10% đúng không? 10% của cái A này thì ta có là chi phí vận chuyển, chi phí vận chuyển nó sẽ là 10% của A, mà 10% của A thì nó ra lại ra là bằng 82 triệu 500 ngàn đúng không? 10, 80, 82 triệu 500 ngàn, 500 ngàn ha. Đấy. Vậy thì chỗ này mình suy ra được A không em? Bấm ship show là nó ra thôi. Thì ra A là bao nhiêu ạ? À? Có ai ai đó được. À, tính được. À, tính nhẩm được luôn rồi mà khỏi cần tính bấm máy tính không ạ? À? Hỏi bạn. Bạn Thanh Phong có theo dõi không ạ? À? Dạ nó ra 825 triệu rồi. Cảm ơn em. Nhớ đúng ha. Các bạn khác không tin thì mình bấm máy là 825 triệu ha. Triệu là 6 số 0 đúng không? Đấy. Thì A là như thế này. Thế bây giờ là mình đang xuất bản là 5.500 quyển mà nó tổng chi phí của nó là 825 triệu. Như vậy thì chi phí cho một quyển sách là bao nhiêu? Như vậy thì mình có chi phí cho một quyển sách là mình lấy con số này mình chia cho 5.500 đúng không? Thì nó sẽ là 825 triệu. Nguyên cái này mình mới chia cho 5.500. Thì nó ra được một quyển là bao nhiêu á? Là lấy máy tính bấm giùm thầy, bấm giùm. 150 150.000 phải không? Tức là mỗi quyển là 150.000 đồng. Đúng chưa? Đấy. Mà bây giờ câu 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 3 này nó nói là để nhà xuất bản có lợi nhuận 25% thì giá bìa của quyển sách là bao nhiêu? Vậy thì mình sẽ kê thêm 25% của cái này ha. Không? Thì bây giờ cái chi phí nè. Vậy thì lúc này cái giá bìa nó sẽ tính theo công thức là giá bìa nó sẽ bằng cái số này mình đặt là ít đi. X nó bằng này.
ít để cho nó gọn thôi, còn mấy mình ghi số này thôi, khỏi khỏi ghi ít cũng được, thì nó sẽ là 150.000 đúng không? Rồi cộng thêm là 25% của 150.000 này, cái này dấu nhân nha, 150.000 thì em tính ra giùm thầy ơi, cái số này ra nhiêu ạ? Thì mình sẽ lấy cái chi phí này mình cộng thêm 25% chi phí nữa đúng không, thì nó sẽ ra cái phần 25% này là tiền lời đó. Đấy, vậy bây giờ em tính ra tìm thầy coi, tính giùm thầy. Thầy ơi, kéo lên trên cho em coi kết quả này. Có ra kết quả không, ra kết quả nhiêu À, thầy. A, đáp án A đúng không, là 187, 187.500 đồng đúng chưa, mấy bạn khác tính ra đúng kết quả không, 187.500 đồng. Thì đó là cái câu thứ nhất là nó có cái số liệu nè, ba có bạn số liệu là nó cho biểu đồ hình quạt này phải không, và mình nó hỏi câu liên quan đến cái biểu đồ hình quạt này, thì cái này nó cũng không khó đúng không, mình suy luận chút xíu là được rồi đúng không. Thế bây giờ mình sẽ sang cái hình thứ hai, cái này là biểu đồ hình 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 cột, biểu đồ hình cột. Thì bây giờ trong cái biểu đồ hình hình cột này đó, thì ở đây nó cho là cái sơ đồ, nó gọi là sơ đồ, biểu đồ sơ đồ gì cũng được ha, thống kê số gói hàng trong một ngày mà công ty chuyển phát xử lý, thì số liệu thu thập được 100 ngày gần đây, thì cái trục hoành này đó là nó biểu diễn cho cái số gói hàng thấy không, còn trục tung là biểu diễn cho tần số, tần số là cái lúc nãy mình có nói tần số tần suất đó thấy không? Như vậy thì ở đây đó thì từ 0 đến 5 gói hàng trong trong một ngày thì nó có 5 ngày như thế không, cái số liệu đó, từ 0 đến đến 5 gói hàng trong một ngày thì nó có 5 5 ngày như thế, còn từ 5 đến 10, từ 5 đến 10 cái gói hàng thì nó có 13 ngày không. Thì mình nhìn vô cái số liệu này mình có thể nói ra là từ 5 đến 10 gói hàng chuyển phát từ xử lý từ từ cái công ty này đó, nó xử lý từ 5 đến 10 gói hàng trong một ngày thì nó có 13 ngày như thế, còn 10 đến 15 gói hàng thì nó có 28 ngày như thế trong số 100 ngày này nè. Thì bây giờ là câu 64 nó hỏi là gì, câu 64 nó hỏi là số gói hàng tối đa trong một ngày mà công ty xử lý là bao nhiêu, em nào có đáp số rồi. Bạn nào chọn A giơ tay thì xem, nào chọn A giơ tay thì xem, không có ai chọn A hết rồi. Có ai chọn B không, bạn nào chọn B giơ tay thì xem, một bạn chọn B, có hai bạn chọn B. Nhiều bạn chọn B quá nè, không có bạn chọn B gút tay này. Thì thầy cho chiếu là nó hỏi là số gói hàng tối đa mà trong một ngày mà công ty xử lý, thì em thấy ở đây là nó có những cái số 35, cái này là từ 30 đến 35 gói hàng mà công ty cần phải xử lý này. Không, từ 30 đến 35 gói hàng mà công ty còn xử lý thì nó có 3 ngày như thế. Không, như vậy thì nó sẽ có ngày mà nó xử lý tới 35 gói hàng, có khả năng tới 35 gói hàng đúng không? Như vậy thì cái số gói hàng tối đa mà trong một ngày mà công ty xử lý là 35. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn phương án B. Được chưa?
Đấy, còn câu 65 mấy em coi câu 65 ha. Mình đọc câu 65 nè. Cái khoản mà nó có hơn 1/2 số ngày công ty xử lý số hàng là cái khoản nào? Thì ở đây mình thấy cái khoản là từ 5 đến 15 gói hàng đúng không? Cái phương án A là từ 5 đến 15 gói hàng. Thì ở đây mình thấy là từ 5 đến 15 nè. Thì từ 5 đến 15 này tổng cộng nó có bao nhiêu ngày? Chỗ này nó có 13 ngày nè, 13 ngày, chỗ này 28 ngày. Đúng không? Từ 5 đến 15 là chỗ này nè. Là tổng cộng nó có 41 không? Có 41 ngày thôi. 41 ngày so với 100 này nó chưa tới 1/2 đúng không? Chưa tới 1/2. Cái này nó phải là hơn 1/2. Hơn 1/2. Đấy, như vậy thì cái phương án A này mình không chọn đúng không? Chưa tới. Bây giờ mình sẽ xem cái chỗ mà từ 20 đến 35. Em xem cái khoảng là từ 20 đến 35 ha. Khoảng này. Từ 20 đến 35 nè. Từ 20 đến 35 em cộng hết mấy cái số trên đây lại giùm thầy coi. Nó ra được hơn 50 không? Hơn 50 không? 31 à, cũng chưa tới đúng không? Cho nên là cái phương án B này không đúng. Cái khoản này nó chưa tới 1/2 số ngày xử lý. Đúng chưa? Cho nên là phương án B này mình không chọn. Phương án B này mình không chọn. Đấy, rồi bây giờ tới phương án C thì em thấy là từ 10 đến 20. À, từ 10 đến 20. Thì đây mình có 28 cộng 23 là nhiêu? 28 cộng 23 là 51 phải không? 51 ngày. Như vậy thì nó có 51 ngày thì nó xử lý là từ 10 đến 20 cái gói hàng trong ngày. Không? Vậy thì cái chỗ này mình sẽ chọn phương án C. Phương án C. Thì cái khoản này mình đọc kỹ là cái khoản mà nó có hơn 1/2 số ngày. 1/2 của 100 là 50 đúng không? Tức là cái khoản mà nó có hơn 50 ngày mà công ty xử lý số hàng. Không? Là cái khoản là từ 10 đến 20. Đấy. Chỗ này là 10 15 đến 25 là không đúng rồi, 15 đến 25 cộng lại nó có 41 chưa đủ. Đấy. Thì câu 65 này là phương án C. Được chưa? Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ coi tiếp coi. Câu 66. À, nó nói là nếu số gói hàng mà vượt qua 25 thì công ty phải làm thêm giờ. À, vượt quá 25 thì công ty phải làm thêm giờ, hỏi số phần trăm. Hỏi phần trăm số ngày mà công nhân phải làm thêm giờ. Thì vượt qua 25 nó chính là cái khoản này đó. Vượt qua 25 nó chính là cái khoản này. Đúng chưa? Khoản này. Khoản này. Vậy thì mình thấy là nó có 13 ngày mà cái số hàng xử lý mỗi ngày nó phải vượt qua 20 25, không vượt 25. Như vậy thì cái số ngày mà phải làm thêm giờ á, phải làm thêm giờ là mình sẽ lấy tổng số hai cái số này nè. Nó có tổng cộng nó có 13 ngày đúng không? 13 ngày mà chia cho 100 ngày thì nó ra là 13%, đúng không? Vậy thì cái số phần trăm số ngày mà công nhân phải làm thêm giờ là 13%. Đấy, thì ở đây là đáp án của ngày. Đấy thì qua cái ba cái câu hỏi này thì chúng ta có cần trao đổi gì thêm không ạ? Chuyện này câu 64 đó thầy. À, câu 64 thôi em. Dạ. À, câu 64 là nó hỏi là số gói hàng tối đa trong một ngày mà công ty xử lý đúng không? Số gói hàng tối đa. Thì em nhìn lên cái bảng thì em thấy là cái trục ít của mình là cái số gói hàng nè, số gói hàng nè. Thấy không? Thì mình phân tích nè. Nếu mà mình sắp xếp thành cái bảng, sắp xếp thành cái bảng như là cái phần lý thuyết thầy nói ở trên đó thì mình sẽ có cái lớp thứ nhất là gì, từ 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 0 đến 5, từ 0 đến 5 phải không, từ 5 0 đến 5 thì nó có cái số ngày ở đây, số ngày là tần số đó, số ngày ha là 5 ngày. Mình sẽ lập cái bảng như thế này.
không? Rồi từ 5 đến 10. Từ 5 đến 10 mình có thể ghi viết như thế này cũng được, từ 5 đến 10. Cái này là số gói hàng ha. Cái này là số gói hàng nè. Cái dòng trên là số gói hàng. Mà mình viết thành cái lớp. Viết thành lớp. Thì từ 5 đến 10 thì nó có 13 ngày như thế. 13 ngày như thế. Hiển nhiên là trong từ 5 đến 10 này thì có ngày nó sẽ xử lý 5 gói hàng, có ngày nó xử lý 7 gói hàng, có ngày nó xử lý 8 gói hàng. Và tổng số ngày đó là 13 ngày đúng không? Còn từ 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 10 đến 15 thì nó có 28. Rồi từ 15 đến 20 thì nó có 23. Mình có thể ghi thành cái khoảng như thế này, thấy không? Hoặc là mình có thể ghi thành thành một cái khoảng theo kiểu thông thường như thế này. Đấy. Thì từ 20 đến 25. 25 đúng chưa? Là nó có 18. Rồi 25 đến 30 thì nó có 10. Thì từ 30 đến 35 thì nó có 3. Thì em nhìn cái lớp cuối này em thấy là nó có từ 30 đến 35 phải không? Thì trong 3 ngày này nó mỗi ngày nó sẽ có từ 30 đến 35 cái gói hàng cần xử lý. Đúng không? Nó có khả năng là 30, có thể có khả năng là 31, có khả năng là 32, có khả năng là 33, có khả năng là 34, cũng có khả năng là 35. Như vậy thì tối đa là công ty này nó xử lý là 35 gói hàng trong một ngày thôi, thấy không? Số gói hàng tối đa là nó xử lý là tối đa là 35 thôi. Đúng chưa? Cho nên ở đây mình sẽ chọn cái đáp án B này. Em theo kịp chưa? Dạ được. Thì cái phần ba câu hỏi này được ha. Bây giờ mình sẽ sang tiếp theo bốn câu hỏi tiếp theo. Thì ở đây mình sẽ có cái bảng số liệu, chứ không cho biểu đồ nữa mà nó cho bảng số liệu, thấy không? Bảng số liệu thì em nhìn lên cái bảng số liệu này. Đây là thống kê tình hình việc làm của sinh viên ngành toán của một trường đại học sau khi tốt nghiệp ở các khóa 2015 và 2016. Học ngành toán có thể ra làm bên giáo dục, rồi có thể ra làm bên lĩnh vực ngân hàng, cũng có thể ra làm bên lĩnh vực lập trình, cũng có thể làm bên bảo hiểm, đúng không? Đấy. Thì nó thống kê là bốn lĩnh vực việc làm như thế. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ quan sát cái câu 67 thì em thấy là gì? Nó nói là trong số nữ sinh có việc làm ở khóa tốt nghiệp 2015. Không? Khóa tốt nghiệp 2015 là mình chỉ quan sát ở chỗ 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 hai cái cột của khóa tốt nghiệp 2015 này thôi. Mà nó nói nữ sinh nữa cho nên là em chỉ quan sát cái cột này thôi. Em chỉ quan sát cái cột này thôi. Đúng không? Đó. Trong số nữ sinh có việc làm ở khóa tốt nghiệp 2015, nữ sinh mà tốt nghiệp 2015 là mình chỉ quan sát cái cột này thôi. Và nó hỏi là tỷ lệ phần trăm nữ làm trong lĩnh vực giáo dục là bao nhiêu? Đúng không? Thì bây giờ trước tiên đó là tổng số nữ tốt nghiệp 2015. Mình ghi là tổng số nữ tốt nghiệp 2015 là mình sẽ có cái số 25 nè, cộng 23 nè, cộng 25, cộng 12. Cái này bằng nhiêu phải không? Bằng nhiêu? 85. À, 85. Vậy thì tỷ lệ phần trăm nữ 2015 làm trong giáo dục. Làm trong giáo dục phải không? Thì mình sẽ lấy cái số 25 này đúng không? Nó sẽ là 25 chia cho 85 và nhân cho 100. Là mình lấy máy tính mình bấm ra. Em bấm giùm thầy coi ra nhiêu. Được không ạ? 29,4 ạ. Là đáp án nào ạ? Câu D. Câu D hả? Thấy không ạ? Dạ. Là 29,4%. Đúng chưa? 29,4%. Là chọn D. Thì cái này nó cũng không có khó đâu, mình phân tích được, từ từ là nó ra. Bây giờ mình sẽ coi tiếp tục, mình coi cái câu 68 ha. Câu 68 là thì là mới đánh lời giải rồi.
thì nó nói là tính cả hai khóa tốt nghiệp 2015 và 2016, thấy không? Tính cả hai khóa 16 cái này chứ. À, tính cả hai khóa tốt nghiệp 2015 và 2016 thì số sinh viên làm trong lĩnh vực ngân hàng nhiều hơn số sinh viên làm trong lĩnh vực giáo dục là bao nhiêu phần trăm? À, thì đầu tiên đó là mình coi tổng số sinh viên làm trong lĩnh vực ngân hàng ha. Tổng số sinh viên làm trong lĩnh vực ngân hàng là mình ở đây là mình sẽ lấy tất cả những cái con số trong cái hàng ngân hàng này nè, cộng lại chứ, cộng lại chỗ này mình đặt là A đi. À, rồi trong lĩnh vực giáo dục này, trong lĩnh vực giáo dục là mình lấy cái hàng này mình cộng lại mình cho nó ra B, đúng không? Đấy, thì ở đây thì tính sẵn luôn là các em coi kiểm tra lại giùm thầy coi đúng chưa nha. Số sinh viên làm trong lĩnh vực ngân hàng của hai khóa luôn là bao nhiêu? Là ở đây là mình sẽ lấy 23 cộng 186 cộng 20 rồi cộng 32. À, là nó ra là 261. Cái này mình đặt bằng A ha, bằng A đi cho dễ. Các em cộng lên giùm thầy coi đúng chưa nha. Nhiều khi mình cộng sai cái xuống đây mình tính nó sai luôn, nó không biết được đáp án đâu mà lần. Rồi bây giờ là trong lĩnh vực giáo dục mình cũng làm tương tự đúng không? Lấy 25 cộng 25 là 50, là 50, 45 cộng với 65 là ra 101 nữa, 101 là 160 đúng không? 160. Bây giờ mình muốn so sánh, mình muốn so sánh giữa cái B này nó nhiều hơn A bao nhiêu phần trăm? Cái B này nhiều hơn A bao nhiêu phần trăm thì mình lấy A trừ B chia B nhân cho phần trăm. Công thức này các em lưu ý ha. Để tính xem là A nhiều hơn B bao nhiêu phần trăm. À, tính theo A nhiều hơn B bao nhiêu phần trăm thì mình lấy A trừ B chia B rồi nhân cho phần trăm. Được chưa? Rồi cái này em tự tính giùm thầy ha. Đáp án là B, em tính em kiểm tra lại giùm thầy ha. Đấy, thì chỗ này là phương án B đó. Em kiểm tra lại giùm thầy coi phải không? Thì nhắc lại là chỗ này đó là em nhớ công thức này nó hay cho nó là cái công thức này nè. Tức là muốn tính cái số của A nó nhiều hơn cái số B bao nhiêu phần trăm thì mình lấy A trừ B chia B tất cả nhân cho phần trăm. Nhớ chưa? Thì nó ra là có đơn vị là phần trăm nha các em, đơn vị là phần trăm, lưu ý là chỗ này nó có đơn vị phần trăm là thầy quên ghi đơn vị phần trăm, mở ngoặc ra có đơn vị phần trăm chỗ này. Rồi câu 69. Câu 69 là nó nói là tính cả hai khóa tốt nghiệp 2015 và 2016 thì lĩnh vực nào có tỷ lệ phần trăm nữ cao hơn các lĩnh vực còn lại? Tính cả hai khóa ha. Tỷ lệ phần trăm nữ. Tỷ lệ phần trăm nữ là gì? Bây giờ mình xem coi tỷ lệ phần trăm nữ là cái gì đây. Tính cả hai khóa. Giờ tính sao đây? Cái này nó nói là tỷ lệ phần trăm nữ cao hơn lĩnh vực còn lại, thấy không? Bây giờ mình tính từng từng lĩnh vực nha. Tính là từng lĩnh vực. Từng lĩnh vực. À, tính tỷ lệ phần trăm nữ cho từng lĩnh vực. Bây giờ trong giáo dục đi, giáo dục đi, tỷ lệ phần trăm nữ là nhiêu? À, tỷ lệ phần trăm nữ trong giáo dục là trong cái phần mình chọn nè, tỷ lệ phần trăm nữ không, thì trong cái này nó có 160 đúng không? 160 người trong lĩnh vực giáo dục có 160 người. 160 người này có bao nhiêu người nữ em? 160 người có bao nhiêu người nữ? 50 phải không?
thì mình sẽ có 50 chia 160 nè, nhân cho 100 đúng không? Thì cái này em ra được bao nhiêu phần trăm? Mình tính tính giùm thầy coi, các em tính giùm thầy coi bao nhiêu phần trăm. 31,25 thầy. 31,25 phần trăm đúng chưa? Rồi tương tự vậy thì mình tính thêm trong lĩnh vực ngân hàng coi. Trong lĩnh vực ngân hàng cái số này của mình nó sẽ là 43 đúng không? 43 chia cho tổng số nhiêu? Hết mấy cái này cộng lại ra nhiêu ta? 43 cộng 186. Để tôi cộng lại coi. 43 cộng 186 rồi cộng 20 cộng 32 chứ, 32 bằng 261 không? 261 nãy mình cộng rồi mà. 261. Bữa này mình nhân thêm 100 đúng không? Đơn vị phần trăm. Nhận ra bao nhiêu phần trăm nghe? Bốn ba là mình sẽ lấy cái số nữ ở trong cái hai cái khóa tốt nghiệp này nè. 23 cộng cho 20 là bằng 43 đúng không? Em tính rồi ra bao nhiêu? Không phẩy 16% thôi. Không, nhân thêm 100 nữa. Nhân thêm 100 nữa. 16,47 thì 16,47 đúng không? Rồi. Rồi, tương tự như vậy là lĩnh vực lập trình. Lĩnh vực là lập trình mình tính bao nhiêu nào? Lĩnh vực lập 17,2 trình. 17 phẩy mấy? Phẩy 2 ạ. 17,2%. Rồi tương tự như vậy là lĩnh vực bảo hiểm. Mười hai phẩy năm. Ra khỏi bao nhiêu em? 12,5%. 12,5% đấy. Thì trong bốn lĩnh vực này mình thấy là trong cái lĩnh vực giáo dục là tỷ lệ nữ nó chiếm cao nhất đúng không? Tỷ lệ nữ chiếm cao nhất 31,25%. Cho nên ở đây mình sẽ chọn câu A. Câu A là giáo dục. Thì bây giờ mình đọc kỹ coi là trong cả hai khóa tốt nghiệp lĩnh vực nào có tỷ lệ phần trăm nữ cao hơn các lĩnh vực còn lại, thấy không? Giáo dục này là 31 phẩy mấy phần trăm nè, 31,2 phẩy 25%, trong khi cái này nó có 16 phẩy mấy, 16,4%, cái này 17%, cái này 12,5%. Thì rõ ràng là trong giáo dục là thường là nữ nó nữ nữ chiếm tỷ lệ cao nhất hơn, nghe không? Thường là nữ thường là thích chơi vào giáo viên nhiều. Thì bây giờ câu 69 là mình chọn phương án A. Và bây giờ có câu 70. Bây giờ nó cũng hỏi là trong cả hai khóa ở các cái lĩnh vực trong bảng số liệu, ở các cái lĩnh vực luôn, không số sinh viên nam có việc làm nhiều hơn số sinh viên nữ là bao nhiêu phần trăm đấy. Thì bây giờ cái câu này đó, thì đầu tiên đó là em tính là tổng số sinh viên nam có việc làm là cái này mình đặt là bằng A đi, nó bằng bao nhiêu không? Mình tính coi tổng số sinh viên nam, phải không? Tổng số sinh viên nam của hai khóa luôn, phải không? Đấy. Thì ở đây mình sẽ lấy cái số ở cái cột cột nam này nè. Bên 2015 cộng số bên cột nam của 2016 mình cộng lại. 45 cộng 65 tôi cộng theo dòng. Rồi cộng 186. Rồi cộng thêm 32. Rồi cộng 120. 120 là rồi cộng 58. 58 cộng tiếp cho 100. Rồi cộng tiếp cho 5 nữa. Thì nó ra được con số là 611, phải không? 611. 611 phải không? Vậy thì tổng số sinh viên nam có việc làm là 611.
Bây giờ mình sẽ ghi là tổng số sinh viên nữ có việc làm coi bao nhiêu. Tổng số sinh viên 45. nữ có việc làm. Làm nhiêu các em? 145. Em đọc lại cho thầy nghe không rõ nè. 145. 145 hả? Dạ. 145 thôi hả? Ít nhỉ. 145 rồi. Trăm bốn mươi lăm, vậy thì ở đây mình sẽ tính coi là số sinh viên nam, số sinh viên nam có việc làm nhiều hơn số sinh viên nữ bao nhiêu phần trăm, là cái công thức lúc nãy đó là mình muốn tính A nhiều hơn B bao nhiêu phần trăm, đó là mình sẽ tính công thức là A trừ B đúng không, chia B nhân cho phần trăm, đơn vị là phần trăm đúng không, là bằng nhiêu. Câu C thầy. À, là câu C phải không? Là 321,4%. Tức là nó nhiều gấp 3 lần nhá. Nhiều gấp 3 lần đúng không? Tức là số sinh viên nam có việc làm nó nhiều hơn số sinh viên nữ gấp 3 lần. Gấp hơn 3 lần ha. Tức là nó thể hiện con số là 30 nhiều hơn gấp 3 lần. Cái phần nhiều hơn đó nha, nhiều hơn rồi đấy. Thì bữa nay thì mình đã nghiên cứu là cái phần, một số cái phần lý thuyết về cái số liệu phải không, số liệu và xử lý số liệu, và mình cũng giải mẫu 10 câu. Thì buổi sau đó này có thể là thầy sẽ đưa thêm một số cái kiến thức liên quan với cái phần này nữa, rồi mình sẽ giải tiếp 10 câu nữa phải không, về cái phần phân tích số liệu. Thì chúng ta có cần trao đổi gì thêm không ạ, có ý kiến gì thêm cần trao đổi với thầy không, để thầy coi cái khung chat này coi. À, lúc nãy mấy bạn ra câu hỏi hả, thì khi mà thầy coi lên cái màn hình này cái thầy quên coi xem khung chat. À, các em có góp ý gì thì cứ nói với thầy ha, thầy sẽ cố gắng này thì điều chỉnh cái việc học lại cho nó phù hợp với các em hơn. Được chưa? Rồi nếu mà chúng ta chưa có ý kiến gì đó, thì nữa mình gửi ý kiến cho thầy Hồng sau cũng được ha. Rồi bữa nay thì mình học tới đây ha. Rồi thầy chạy. Xin chào các em. Chào thầy. Rồi.